Hey, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của trungtrần.vn nhá. Đã bao giờ anh em tự hỏi mình câu hỏi là chúng ta nên mua laptop mới hay là laptop cũ chưa? Chắc là có rồi phải không? Thông thường thì tất cả chúng ta sẽ luôn bị thu hút bởi những chiếc laptop mới phải không nào? Ngay cả bản thân mình cũng vậy thôi. Cái cảm giác khi mà chúng ta bóc hộp một chiếc laptop mới thì sẽ luôn luôn là rất là háo hức và hưng phấn phải không nào? Vậy thì giữa nhu cầu và cảm tính thì chúng ta nên chọn cái nào đây? Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ cùng điểm qua một vài ưu nhược điểm của laptop mới và laptop cũ nha anh em. Đầu tiên thì mình sẽ nói về laptop mới trước nhá. Tất nhiên rồi, với một chiếc laptop mới thì nó sẽ luôn luôn là rất là lung linh và đẹp. Mọi thứ đều hoàn hảo, không một vết chảy xước, không một vết bụi bẩn nào cả. Và có lẽ là anh em đều nghĩ rằng là một chiếc laptop mới nó sẽ phải tốt hơn, nó sẽ phải bền hơn những chiếc laptop cũ phải không? Nhưng mà không hẳn về đâu nhá. Nếu như anh em để ý thì tất cả mọi sản phẩm được bán ra thị trường nó sẽ đều có thời gian bảo hành đúng không? Vậy thì có nghĩa là trong cái thời gian bảo hành đó thì tất cả mọi chiếc laptop chúng ta đều có nguy cơ là có thể bị hỏng, hóc và bị lỗi nào đó. Thế cho nên là không phải là chúng ta mua một chiếc laptop mới thì tất nhiên là nó sẽ tốt, nó sẽ không bị hỏng gì đâu nhá, không có chuyện đó đâu. Rất là nhiều anh em đã đen đủi mua một chiếc laptop về, vừa mua về xong nó đã bị lỗi ngay sau một tuần sử dụng rồi. Và có một cái ưu điểm mà chiếc laptop mới nó hơn hẳn chiếc laptop cũ, đó là cái gì anh em biết không? Đó là giá thành của nó cao hơn hẳn chiếc laptop cũ luôn. What the hell? Cực kỳ là cao hơn nhiều đấy. Và anh em sẽ phải bỏ ra chi phí nhiều hơn để chúng ta có thể sở hữu một chiếc laptop mới. Vậy thì nói tới đây thì chắc hẳn là anh em đã có một câu hỏi trong đầu, đó là thế thì laptop mới nó chỉ có một cái mã đẹp hay sao? Và dùng vài ngày nó sẽ bẩn và nó bụi, nó chẳng khác gì laptop cũ cả. Thì đúng vậy đấy. Tuy nhiên là nếu như không có người mua laptop mới thì làm gì có laptop cũ để cho anh em mua đúng không? Thế nên nếu anh em là một người có hồ bao rủng rỉnh hay là thích đồ mới và sẵn sàng chi trả một số tiền khổng lồ để có thể sở hữu một chiếc laptop mới thì anh em hoàn toàn có thể mua một chiếc laptop mới không sao cả. Vậy thì laptop cũ thì nó sẽ có điểm gì hơn là laptop mới đây? Chắc chắn là giá thành của nó rất là rẻ hơn rất là nhiều so với laptop mới đúng không? Và chắc là có nhiều anh em chưa biết đó là laptop cũ thì nó cũng chia ra rất là nhiều dòng laptop cũ khác nhau. Ví dụ như là anh em vừa mua một chiếc laptop mới nhá, bước chân ra khỏi cửa hàng một phát thôi thì chiếc laptop của anh em nó trở thành laptop cũ ngay lập tức, và người ta sẽ thường gọi nó là hàng Lightning 99% như anh em thường nghe đấy. Một loại thì người dùng người ta dùng khoảng 2 đến 3 tháng sau đó người ta bán lại cho cửa hàng để người ta có một cái chi phí để có thể nâng cấp một chiếc máy tốt hơn. Còn loại thứ ba đó là một chiếc máy laptop nó bị hỏng hóc gì đó và người ta bán đi, người ta không sử dụng nữa. Nói đến đây thì anh em đã thấy được cái điểm lợi của laptop cũ thế nào. Nếu như anh em chọn mua những chiếc laptop Lightning 99% thì có phải là anh em đã tiết kiệm được rất là nhiều tiền cho mình, và cái chiếc máy của chúng ta vẫn còn rất là mới, thậm chí là mới nguyên luôn, rất là đẹp. Vậy thì với số tiền mà anh em tiết kiệm được thì anh em hoàn toàn có thể dùng số tiền đó để nâng cấp cấu hình chiếc laptop của mình lên. Có nghĩa là cùng một số tiền chúng ta bỏ ra thì chúng ta lại vẫn sở hữu được một chiếc laptop vẫn là mới, vẫn là đẹp, và cấu hình lại mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần chiếc laptop mới mà chúng ta sẽ phải mua, chi trả một số tiền cực kỳ là cao. Thế nhưng không phải ai cũng có thể lựa chọn cho mình một chiếc laptop cũ tốt cả. Vì vậy là khi đi mua thì anh em nên chọn cơ sở uy tín là một này, và nên đi cùng một người thân có sự am hiểu nhất định về laptop là hai. Và nhớ rằng là hãy chọn những cơ sở nào bán laptop cũ mà có thời gian bảo hành tương đương với laptop mới anh em, khoảng là 12 tháng là tốt nhất. Và nếu như anh em đang tìm cho mình một chiếc laptop cũ thì có thể tham khảo tại Trung Trần, và khi mua máy anh em sẽ được nhận cái chế độ bảo hành là 12 tháng kèm với máy một đổi một trong vòng 15 ngày đầu nhé. Vậy thì sau khi nghe mình phân tích như vậy thì anh em sẽ chọn bên nào đây? Một bên là được trải nghiệm đồ mới này, được chi trả nhiều tiền hơn này, được cảm nhận cái cảm giác buốt thận này. Mà một bên thì chúng ta sẽ có một chiếc laptop có cấu hình rất là mạnh mẽ, hiệu năng cực kỳ cao để đáp ứng tốt cho nhu cầu học tập hay là công việc đúng không? Đó. Vậy thì ý kiến của anh em ra sao? Hãy để lại bình luận của mình ở phía dưới video nhá. Còn bây giờ thì bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em ở video sau. Bye bye.